Trước tình trạng sâu đầu đen đang bùng phát với tốc độ lây lan và gây hại nặng tại nhiều vườn dừa trên địa bàn tỉnh, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp với phòng nông nghiệp các huyện thị trên địa bàn tỉnh, thống nhất giải pháp tạm thời khống chế sự lây lan và mức độ gây hại của sâu đầu đen. Trước tình trạng sâu đầu đen đang bùng phát với tốc độ lây lan và gây hại nặng tại nhiều vườn dừa trên địa bàn tỉnh, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức cuộc họp với phòng nông nghiệp các huyện thị trên địa bàn tỉnh, thống nhất giải pháp tạm thời khống chế sự lây lan và mức độ gây hại của sâu đầu đen. Sâu đầu đen được phát hiện đầu tiên tại ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú từ tháng 3 năm 2021. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích nhiễm sâu đầu đen là 50 ha, diện tích phát sinh thêm so với năm 2021 là 17,2 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Long Phú, Trần Đề, Cù Lao Dung, Mỹ Xuyên và thành phố Sóc Trăng. Trong trường hợp sâu bùng phát ở diện rộng và nghiêm trọng, hàng ngàn cây dừa có thể bị ảnh hưởng và bị tàn phá. Hoa và trái non sẽ bị rụng hàng loạt, năng suất có thể bị giảm đi một nửa, cây chậm phát triển. Qua cuộc họp, ngành chuyên môn thống nhất một số giải pháp tạm thời ngăn chặn sự lây lan và gây hại của sâu đầu đen. Theo đó, khuyến cáo nhà vườn tiến hành cắt tỉa những tàu lá, lá chết, trái dừa bị sâu gây hại và cây ký chủ như chuối, cao, dừa nước. Tiêu hủy chúng bằng cách đem ngâm trong nước hoặc đốt ngay lập tức trong ngày. Về biện pháp sinh học, sử dụng thiên địch như bọ đuôi kiềm để kiểm soát sâu đầu đen gây hại, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gốc sinh học để diệt sâu ở rừng có mật độ cao. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, các địa phương cần khẩn trương vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền để thông tin kịp thời đến bà con nông dân các giải pháp phòng trừ đã được thống nhất. Bởi việc ngăn chặn sinh vật gây hại này cần sự đồng thuận thống nhất cao từ phía người trồng. Xin được tiếp tục chương trình với các thông tin. Hội thảo đánh giá mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất mía, dự án trồng dứa MD2 và hội thảo trực tuyến với chủ đề giải pháp canh tác khoai tây bền vững. Ủy ban Nhân dân xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú phối hợp công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây Westfood tổ chức hội thảo đánh giá mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất mía, dự án trồng dứa MD2. Các đại biểu đã đến tham quan thực tế mô hình trồng dứa MD2 của hộ ông Nguyễn Vũ Khanh, ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng. Mô hình được thực hiện trên diện tích 1 hectare, sau hơn 18 tháng gieo trồng đến nay đã thu hoạch vụ đầu tiên, cho thấy năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế đều đạt yêu cầu, ước lợi nhuận vụ đầu khoảng 147 triệu đồng 1 hectare. So với cây mía, cây tràm lợi nhuận cao hơn gấp 3 đến 4 lần. Về quy trình kỹ thuật chăm sóc, phân bón đơn giản và dễ trồng hơn so với một số loại cây khác. Tại hội thảo, đại diện công ty Westfood đã giới thiệu thêm về đặc tính của giống dứa MD2, các chính sách của công ty và hình thức hợp đồng của công ty với hộ dân tham gia mô hình, đồng thời giải đáp các câu hỏi thắc mắc của bà con nông dân về quyền lợi và nghĩa vụ khi trồng dứa MD2. Toàn huyện hiện có 6 hectare diện tích trồng dứa MD2 và đang chuẩn bị thực hiện liên kết sản xuất thêm 14 hectare. Hiện huyện đang có chính sách hỗ trợ cho hộ dân tham gia chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dứa MD2 với mức 15 triệu đồng 1 hectare, phấn đấu quy hoạch vùng sản xuất đạt 50 hectare vào cuối năm 2022. Nằm trong chuỗi quan hệ hợp tác chiến lược giữa ba bên gồm tập đoàn Adama, công ty cổ phần Lion Agrivo và PepsiCo Việt Nam, hội thảo trực tuyến với chủ đề giải pháp canh tác khoai tây bền vững đã được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 với 3 điểm cầu trực tiếp tại Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, cùng sự tham gia phối hợp của các viện, trường, trung tâm và sự tham gia của hơn 200 bà con nông dân. Qua hội thảo, bà con nông dân có cơ hội trải nghiệm hình thức chuyển giao kỹ thuật trực tuyến mới với kết nối từ 3 địa phương khác nhau cùng sự hỗ trợ của Trung tâm Nghiên cứu Khoai Tây, Rau, Hoa, Lâm Đồng và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Đắk Lắk. Việc tìm ra các giải pháp khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm giúp bà con nông dân quản lý hiệu quả sâu bệnh gây hại trong việc sản xuất khoai tây bền vững. Đó là một trong những mục tiêu để tập đoàn Adama, PepsiCo Việt Nam và công ty cổ phần Lion Agrivo cùng hợp tác thực hiện tại các vùng trồng khoai tây nổi tiếng trên cả nước. Muốn là một cái nền nông nghiệp tiên tiến,